Người Việt luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu, tôn trọng lòng hiếu và thờ cúng ông bà như một vị thần trong gia đình, được gọi là đạo ông bà. Phong tục chôn cất ông bà, cha mẹ thường được thực hiện khác nhau tại các vùng miền Việt Nam. Người miền Bắc và miền Trung thường chôn cất tại bãi Tha Ma hoặc nghĩa trang làng, trong khi ở miền Nam, do diện tích đất đai rộng rãi nên thường chôn cất trong ruộng hoặc thậm chí là trong vườn nhà. Thực ra điều này phần lớn xuất phát từ niềm thương kính ông bà, muốn được gần gũi để ngày ngày chăm sóc, nhang khói. Tuy nhiên, theo phong thủy thì người đã mất nên chôn ở đất tốt cho âm trạch, người còn sống cần dương khí nên cần ở nơi đất tốt cho dương trạch. Vì sao mộ phần không nên ở quá gần nhà? Một, ảnh hưởng đến phong thủy và vượng khí. Có câu mèo mã gà đồng. Gà đồng ở câu trên là được dùng để chỉ những nơi nào có dương khí mạnh thích hợp để phát triển dương trạch, xây cất nhà cửa, làm ruộng đồng sinh sống. Mèo mã là chỉ nơi gò mã, đất cao thích hợp để xây cất mộ phần. Nơi cao khí âm tụ, lạnh lẽo, rừng hoang núi thẳm linh thiêng, là nơi sơn giả, long mạch nổi lên thành các rặng núi chạy dài hàng trăm nghìn dặm. Trong tất cả các nền văn hóa từ cổ chí kim thì hình tượng con mèo đen được xem là con vật mang nhiều âm khí, biểu tượng cho năng lượng âm. Do đó, mèo thích nơi gò cao, nơi tốt nhất chỉ nên đặt mồ mả, chứ không nên làm nhà ở. Thế nên, hài cốt người đã mất nếu chôn ở vùng gò đồi, núi non thì mới tiếp xúc được với địa khí long mạch mạnh mẽ để con cháu thịnh vượng. 2. An ninh và sự riêng tư. Các ngôi mộ phần gần nhà có thể tạo ra vấn đề về an ninh và sự riêng tư cho gia đình. Sự hiện diện của một ngôi mộ phần gần nhà có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ phía công chúng hoặc những kẻ gây rối. Điều này có thể làm giảm đi mức độ an toàn và sự yên bình của khu vực, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi không có ai ở nhà. 3. Tôn trọng và quyền lợi của cộng đồng. Cuối cùng, việc đặt mộ phần quá gần nhà cũng có thể vi phạm quyền lợi và tôn trọng của cộng đồng. Việc xây dựng mộ phần cần tuân thủ các quy định về vị trí và khoảng cách đối với nhà ở và khu dân cư. Sự không chấp hành có thể dẫn đến tranh cãi và xung đột với các thành viên khác trong cộng đồng. 4. Ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Đối với nhiều người, việc có một ngôi mộ phần gần nhà có thể đem lại sự đau buồn và nhắc nhở về sự mất mát mỗi ngày. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần của gia đình. Mỗi lần đi vào hoặc ra khỏi nhà, họ sẽ gặp phải hình ảnh và kỷ niệm về người thân đã khuất, không đủ thời gian để xử lý cảm xúc của mình. Chăm sóc mộ phần tổ tiên. Nhiều người hiện nay lo ngại việc xây nhà ở nơi đô thị, đồng bằng còn chôn cất mộ phần ở nơi rừng núi xa như vậy thì ai chăm nom, bảo vệ, khói hương. Ngày xưa chúng ta hay sợ giặc cỏ đào mộ phần ông bà, tổ tiên nên phải chôn gần nhà, để tránh người xấu nhòm ngó. Nhưng ngày nay thì các mô hình nghĩa trang hoa viên du nhập từ các nước châu Á xung quanh về phát triển tại Việt Nam đã hiểu biết một phần vấn đề phong thủy âm trạch nên đất đặt mộ luôn được chọn tại các vùng đồi núi trung du. Vào nghĩa trang tất nhiên phải có người chăm sóc, bảo vệ nên việc chôn cất mộ phần tổ tiên tại gần nhà là điều không còn cần thiết. Vả lại đất của người sống và của người âm nên tách biệt lẫn nhau mà không nên ở gần. Nếu chúng ta muốn tỏ lòng hiếu đạo thì dù ở xa đến đâu thì một nén hương cùng chút lòng thành là ông bà, cha mẹ tức khắc có thể ở cạnh chúng ta, vì thế giới tâm linh không phải là thế giới vật chất mà đo đếm khoảng cách bằng số km. Người Trung Hoa từ xưa đến nay chỉ cần dành ra hai đợt để chỉnh sửa, sơn phết lại mộ phần là trước Tết Nguyên Đán và Tết Thanh Minh để tảo mộ, lau dọn bia mộ, nên dù mộ phần ở cách xa như thế nào thì xe, máy bay, tàu đều có thể rút ngắn khoảng cách đó. Miễn là mộ phần ông bà cha mẹ được chôn cất tính toán tốt đẹp theo phong thủy thì con cháu dù ở xa đến đâu vẫn được hưởng sự tốt đẹp. Có rất nhiều mộ phần tổ tiên tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục giúp ích con cháu đã đi định cư tại nước ngoài, châu Âu, Mỹ, Úc, chứ không phải là phải ở gần mới tác động tốt, còn xa quá thì không còn tác dụng. Ngược lại, nếu như không chăm sóc cho mộ phần ông bà thì dù xa đến đâu, tác động xấu về phong thủy cũng sẽ ảnh hưởng đến, ngay như câu chuyện về mộ phần tổ tiên của dòng họ Ngô Đình.